thằng lao cá nó đuôi nó chết xuất biệt là quân là lần này đi là không đi xa đó các bác lần này. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết do thuê bao quý khách vừa gọi. Từ hôm lúc mà quân đi là gọi đều là gọi điện là thuê bao hết cả các bác ạ. Đấy vừa rồi cháu được cả nói rằng là bà với lại bé Hiếu là đi lấy rau lợn đấy. Đấy. Năm nay được có 3 tuổi thôi nhưng mà đã đi biết điện đi theo mà để mà đi lấy rau lợn rồi. Xem nào điêu được nhiều không? Điêu được một bó đâu đó là gần 1 cân các bác ạ. Thì là anh muốn nhắn nhủ cho Quân rằng là khi mà Quân xem được ấy thì Quân điện thoại lại cho anh để mà anh biết thông tin rằng là Quân đang làm ở chỗ nào và làm cùng ai. Đây là ảnh của ai? Cho bố. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con chào các ông các bà. Đấy, thưa các bác, hôm qua thì là cháu Lực đi xuống nhà của bé Mạnh. Đấy, ông thì là đi lên xá đấy, là chưa có về, thành ra là cháu Lực đón bé Mạnh là lên cùng cháu Lực luôn. Và khi mà lên thì cháu Lực cũng đã điện cho ông và nói cho ông rồi. Bị ngứa à? Hả? Bây giờ thì đang có con dín một chút này các bác. Nào ra đây cho chú hỏi một tí nào. Thế hôm qua ngủ cùng chú thì có ngủ ngon không? Ngon. Ngủ ngon à? Rồi. Hôm nay thì lên là mặc bộ áo là siêu nhân, áo của Mạnh thì là đợt trước mua của bác ạ. Thì là cháu Lực cũng có để dành ở lên trên nhà của cháu Lực là một bộ. Thành ra là khi mà Mạnh lên thì còn có cái để mà thay. Tóc thì là lên thì cháu Lực cũng cắt cho luôn. Đấy, nhưng mà không có được đẹp mấy đâu các bác, gọi là cho nó gọn thôi. Và hôm nay thì cháu Lực đi xuống nhà của Quân ấy, là cháu Lực đã biết thông tin về em Quân rồi các bác ạ. Thì có lẽ là ông với lại bà chưa biết. Thì cháu Lực muốn xuống và nói với lại ông bà một chút cô bác. Để một tí nữa đi xuống dưới nhà thì cháu Lực sẽ nói là cái tin tức của em Quân là bây giờ hiện tại là đang như thế nào và đã làm công việc gì rồi cô bác nhá. Ở đây thì là cháu Lực chưa có điện được cho em Quân đâu cô bác ạ. Không phải là điện được cho, không chỉ điện được cho riêng em Quân cả, mà là những người bạn đi với Quân ấy, thì cháu Lực cũng chưa gọi điện được. Ở đây thì chắc chắn là sau khi mà Quân đi làm như thế đi cô bác, thì có một số các bác khán giả ở trên kênh thì thứ nhất là vừa buồn này, và thứ hai thì cũng có hơi thất vọng về em Quân. Đấy, nhưng mà rất là mong các bác sẽ thông cảm của bác nhá. Hiện tại thì quanh làng đấy là đến cái thời điểm hiện tại là không có việc gì để làm rồi, cho nên là Quân là muốn là đi ra ngoài làm để mà kiếm được nhiều tiền hơn. Và ở đây thì mục đích của Quân đi ấy, thì không phải là Quân gọi là hứng mà đi đâu các bác, là đi là cũng có lý do cả. Ở đây thì là Quân muốn đi thì là để mà kiếm được nhiều tiền, xong là về để mà phụ giúp với lại là cháu Lực là để mà làm nhà. Ở đây thì là Quân cũng có bảo rằng là nhắn tin cho cháu Lực cô bác trước khi mà Quân đi ấy, là chắc chắn là lúc đấy chưa tìm được việc làm đâu. Nhắn cho cháu Lực nói rằng là Quân thì là đi làm và bảo là hàng tháng nếu mà làm được bao nhiêu thì là gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực cầm hộ, xong là gộp lại với tiền quý để mà làm cho em ấy một ngôi nhà. Em ấy cũng có tâm nguyện rằng là hoàn thiện một cái ngôi nhà nho nhỏ che nắng che mưa cho ông với lại bà khi mà ông với bà là còn ở. Sức khỏe của ông bà thì ngày dần là yếu đi rồi các bác, cũng không có được là khỏe như trước nữa. Thì cũng như ở thức phim này thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho em Quân các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của em Quân để mà báo tin cho ông với lại bà, để cháu Lực đã biết được rằng là Quân hiện tại là đang làm cái công việc gì rồi các bác ạ. Đấy, khi nào mà đi Mạnh, khi nào mà cháu Lực là tiếp tục là liên lạc được với em Quân hay là những người bạn của Quân thì cháu Lực sẽ là chia sẻ lên trên kênh để cho các bác biết. Ở đây thì là cháu Lực cũng biết là nhiều cô bác là quan tâm tới em Quân đấy. Đấy, trời mưa thì là đến thời điểm hiện tại cô bác này, bây giờ thì gần là gần đầu giờ chiều rồi. Đấy, gần chiều rồi là trời mới bắt đầu tạnh một chút. Thì cháu Lực là tranh thủ là khi mà trời tạnh là đi xuống cái nhà của Quân luôn.
Còn như về phía nhà của hai ông cháu đấy, thì bây giờ cháu Lực không có đợi được là trời nắng hoàn toàn nữa. Mà trời nắng hoàn toàn nữa, chứ không là để thời gian lâu quá thì các cô bác anh chị và đặc biệt là Mạnh Thường Quân thì cũng sốt ruột khi mà gửi tiền cho cháu Lực để mà làm nhà cho hai ông cháu, mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy cháu Lực là triển khai cái vấn đề gì cả. Dường như là con đường đi xuống nhà Quân thì là cũng rất là quen thuộc với là cô bác rồi. Mùa này thì hiện tại là trên vùng cao thì phải nói là những con đường mà đi vào là sạt lở rất là nhiều như cô bác này. Như ở chỗ này là bây giờ là bị sạt, phải nói là sắp là không có đường đi rồi. Mạnh ơi, đợi anh đã Mạnh, đợi chú đã. Mạnh đợi chú đã. Như kiểu chuẩn bị lại tiếp tục mưa rồi. Mùa này thì phải nói là vừa nắng vừa mưa các bác ạ, rất là thay đổi rất là thất thường. Mạnh thì có biết nhà anh Quân không? Biết à? Mạnh cùng chú Lực xuống nơi nào chưa? Xuống chưa? Xuống nơi nào chưa? Xuống rồi. À, xuống rồi à? Thế Mạnh còn nhớ anh Quân không? Nhớ. Thế nhà anh Quân thì còn có ai Mạnh có nhớ không? Không nhớ rồi à? Quân thì là hay thường xuyên là đi xuống cái nhà Mạnh, cho nên là Mạnh là chỉ có nhớ là em Quân là nhiều hơn cô bác ạ. Vậy những cái dây điện ở đây thì phải nói là cực kỳ là nguy hiểm cô bác. Ở đoạn trên này thì có một đoạn là hôm nọ là bị hở rồi. Hôm nọ là điện dây điện của nhà người ta là bị hở ấy, thì Quân thì là gia đình đấy khi mà cháu Lực với em Quân làm ấy là cũng lấy cái băng dính đen về để mà cuộn lại rồi. Mấy hôm trước cháu Lực xuống thì là thấy ngô của bà với lại ông là chưa thu hoạch hết cô bác. Đến hôm nay cháu Lực đi xuống thì thấy là ông với bà là thu hoạch là hết ngô rồi. Đấy, năm nay thì là ngô thì được là bác Chiêm bác ấy gửi tiền cho Lực để mà đi mua giống ngô về trồng thì bắp rất là to. Mỗi lần mà đi xuống đây thì nếu mà gặp trời mưa đấy là đi rất là khó của bác ạ. Hôm nào mà trời không mưa thì là còn đã đi dễ dàng một chút. Đấy, hôm nay thì là thời tiết nó lúc nắng cũng mưa, thành ra là xin phép các bác là mặc quần đùi. Xin phép các bác là đi quần đùi một chút. Tôm à? Ờ. Nay không biết xuống thì có gặp là ông với lại bà có ở nhà được không ấy. Mạnh thì là vừa đi là dùng tay vừa trống để vừa đi thôi. Đi cẩn thận Mạnh nha. Ui. Có ngồi cùng. Phò thì hiểu rồi cùng. Thiếu rồi như mẹ, có hai đứa bà như mẹ. Hiểu có bị rồi. Hiểu có bị rồi. Cùng với chế đoàn nhà cùng. Thế nào nữa nè? Chỉ nắm nhà đặt cùng hơn nhà rồi. Nhà bên này là nhà lán mượn để mà dùng. Nữ cúng ngâm cả lần nữa. Mượn chứ mày. Mặc người ta mà hàng. Ờ. Ông này là cũng đang chuẩn bị là đi lấy cỏ của bác ạ. Này thằng ăn cung này nữa nhá. Thằng cha. Ồ, thằng cha. Mạnh ngồi xuống. Bà với lại bé Hiếu thì chắc là cũng đi hạ tiếc cùng. Bà với lại bé Hiếu chắc không đi lấy rau lợn hay là đi đâu rồi. Đang nấu thịt từ đó đây. Ờ.
kiểu đâu con e thì nó e nó lá này 19 rồi nó 19 năm trao rồi nhá nhưng 19 là cùng à vừa vừa đùa mày là không uống nước chè đâu. Mày là xuống nhà anh Quân bao nhiêu lần rồi? Ngồi ngồi xuống đàng hoàng nào, ngồi xuống đàng hoàng nào. Xuống nhà anh Quân bao nhiêu lần rồi? 2 lần. Thế lần này lần thứ mấy rồi? Thứ 2. À lần này lần thứ 2 rồi à? Mạnh thì là đi đi rất là khỏe của bác ạ, bé bé thôi nhưng mà đi khỏe lắm. Cháu lúc đi đâu là đều đi theo đấy hết. Mà chín năm chú mà lần. Ờ, là chín chín đơn mà. Chín năm à cô? Ừ. Con tốt điểm mà tổ bác thắng ngâu sao thì sắc cuộc bố? Cũng bố ngân luôn. Ngân á? Ngân luôn. Nên là Quân là cũng không có gọi điện về cho bác ở dưới này cuộc nào của bác. Nên là hôm đến hôm qua thì cháu được gọi điện thì là thuê bao, không biết là hôm nay là gọi còn thuê bao không? Cái ẩm tới thuộc hướng. Bây giờ thắng với ẩm tới hướng thì đây thuộc hướng. Nhưng lao cá nâng đuôi với chết thức biệt là trên nước của sông bạc Quân là lần này đi là không đi xa đó các bác lần này. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết do thuê bao quý khách vừa gọi. Từ hôm lúc mà Quân đi là gọi đều là gọi điện là thuê bao hết cả các bác ạ. Bảo đi với hai người bạn đấy nhưng mà hai người bạn để cho lực là chưa có xin được số thành ra để không thể lên cách nào liên lạc được. Đây thì là cho lực không cấm em mới đi làm đấy nhưng mà trước khi em mới đi thì ít nhất là cũng phải làm bảo với ông bà, thứ nhất là bảo với ông bà, còn cháu Lực thì là em ấy có bảo qua rồi. Em ấy đi làm như này thì là cháu Lực không cấm, nhưng mà chỉ sợ rằng là em ấy đi làm phải những cái chỗ mà là đa cấp hay là bị người ta lừa thôi. Ở nhà thì hiện tại là chẳng còn có gì nữa, có mỗi ông bà với lại bé Hiếu ở nhà thôi. Ông với bà thì năm nay cũng gần độ là gần 80 rồi, cũng gần tuổi là gần đất xa trời rồi. Đấy, bây giờ thì còn sức khỏe một tí đấy, là hộ Quân ở nhà là chăm lo nhà cửa này, cũng như là lấy cỏ, lấy rau lợn, cho gà, cho vịt ăn nữa thôi. Tầm độ là tầm 5 năm nữa, thì 5 năm về sau nữa thì chắc chắn là ông với bà là không có còn là để mà đi được như thế này đâu các bác. Đấy. Chín năm à, thế là hòn nhà cũng, anh ta cũng phải hòn nhà đúng không? Xin được chá. À. Cung chín có đẹp bánh nhẹ nó không? Cung chín ăn ạ. Eo và thì hơi tí hiếu ăn này. Cho ông với bà là mỗi người một cái, cho bé hiếu một cái nữa. Eo cùng tập hò con nào đâu, bé hiếu ăn em. Mạnh thì còn ăn bánh không? Đây, chú cho một cái này. Chú cho, hay là nãy ăn rồi? Nãy ăn rồi cô bác ạ. Đấy nhưng mà đây, chú cho một cái này. Đấy đi, đấy, cháu xin. Đưa lại, đưa lại. Đưa lại đây. Nào như đây, cháu xin. Cháu xin. Rồi, đây. Trẻ con mà, kẹo thì là ăn rồi nhưng mà vẫn thích thôi. Bé, em Hiếu ra kia sao rồi? Đi gọi em Hiếu về ăn kẹo đi. Đi gọi em Hiếu về ăn kẹo đi. Đi đi, này cầm cái này nữa, đi gọi. Cầm cái này đi gọi. Đi vô lên trên mà. Bà Hiếu lại ra kia rồi các bác ạ. Đi mời. Ảo lực quá. Đi ảo kéo cái này hả? Ảo à. Ảo ông kéo quá hơn nè. Vô vô, có mũi mất tốt bây kìa đi. Ảo hơn này hơn. Đi với lại bà đi lấy rau lợn ấy à. Thử đi xuống nào. Tự đi. Đấy vừa rồi cháu Lực nói rằng là bà với lại bé Hiếu là đi lấy rau lợn đấy. Đấy. Năm nay được có 3 tuổi thôi nhưng mà đã đi viết điện đi theo mà để mà đi lấy rau lợn rồi. Thế thôi mai phò. À, nào bé Hiếu chú xem nào. Ra đây chú xem nào. Xem nào điệu điệu cái gì nào. Ô Hiếu không đi dép à? Không đi dép à? Nào, chú bỏ cho. Đấy, nào đây chú bỏ cho. Đấy. Đây, xách được một chút này. Nào phò. Mắt là lâu.
Để đâu ấy? Để đâu? Có lấy kẹo không? Này để đây nhá, chú để đây cho nhá. Xem nào điều được nhiều không? Điều được một bó, đâu đó là gần gần một cân các bác ạ. Ôi giỏi quá nhỉ, đây này. À, giỏi quá, đây. Đây là cái gì nữa? Ấy à, có con chuối. Chuối của ai đấy? Không ăn. Không ăn à? Thế để đây cho lợn nhá. Anh cũng biết là không ăn. Chia cho em một tí. Ra đây, anh cho bánh này ra đây. Ra đây anh cho bánh ra đây. Mạnh chia cho bé Hiếu một tí Mạnh. Để trên nhà lấy bánh rồi. Đi theo bà là đi lấy rau lợn chứ. Mạnh thì là ở nhà là cũng hay đi theo ông để mà lấy rau lợn đúng không bác? Cho bà một cái, đi xuống cho bà một cái. Đấy, cho bà một cái. Rồi. Nào, từ bóc thì từ bóc đây, chia cho ăn cái này này, chia cho cái này này. Nào Mạnh, chia cho em một tí. Chia cho em một tí, từ bóc tí bóc, chia cho em một tí. Mạnh thì là trên kia là ăn nhiều hơn thì sẽ để cho Mạnh là chia cho em một tí nhá. Chia cho em thêm một cái nữa. Nào Hiếu. Hiếu ơi, anh chia cho một cái nữa. Ra đây anh chia cho một cái nữa này. Ra đây đứng ở đây. Ra đây. Chạy lăn tăn ra kia rồi. Đây đi ra kia cho em, chia cho em một cái. Mạnh thì là ở trên kia là cho ăn nhiều hơn đúng không bác? Chia cho bé Hiếu một cái. Ra đây để mà xem ngô của bà hôm qua là bà đi thu hoạch là được nhiều hay được ít nào. Bên này thì mới là ngôi nhà chính của em Quân, còn là phía bên nhà bên kia chỉ là mượn thôi. Nào Hiếu ra đây chú xem nào, ra đây. Đấy đây này, anh cho, em xin vào đi, đây, em xin, anh, rồi, nào, khoanh tay chào các bạn nào, khoanh tay, nào, từ từ nào, không phải thì chú không cho bánh nữa đó, nào, con, khoanh tay lại, con kính chào các ông các bà, con kính chào các bà, rồi, hôm nay Hiếu đi cùng bà đi đâu ấy? Đi lấy rau lợn. Con thưa ông bà, con cùng bà đi lấy rau lợn. Con cùng bà con đi lợn. Rồi. Đấy là điệu vừa rồi về là điệu được một chút này. Đấy, còn ra phía bên này là ngô là hôm qua là bà đi thu hoạch được. Ôi dồi ôi. Bạp to quá của bác ạ này. Không ổn công là trong một năm vừa qua là công sức của Quân cả ông cả bà nữa. Và đặc biệt là được bác Chiêm là bác ấy dành tặng cho Quân là hạt giống. Bí này nó để lái ra phò bí này à? Chỗ này là chỉ có được 3 thửa thôi. Có ghế không Hiếu? Ghế đâu cho chú một cái. Lấy ghế cho chú một cái. Ghế đâu? Hiếu là mỗi lần về là biết là đi tìm phò nào cho phò. Phò nào này. Biết là về là đi tìm ghế. Nào ghế kia Hiếu. Trước khi mà Quân đi thì là đây trước khi là Quân đi thì cũng giường này kia thì cũng làm là gọn, cũng xếp gọn gàng nào ra đấy. Đâu ghế đâu Hiếu? Lấy ra đây. Anh tặng ai ảo à? Anh tặng con mà, anh tặng bé. Một cái góc bếp mà nhỏ là cả ông cả bà là nấu cơm ăn cơm ở đây. Cái bếp này thì là nếu mà không cẩn thận là sẽ dẫn đến là nguy cơ là cháy nhà rất là nhanh của bác ạ. Đợt trước thì là có một đợt là bà không để ý là ở cái góc kia này, ở cái góc dưới kia là bị một chút rồi. Mày ăn hết chưa? Ăn hết rồi à? Đấy. Đấy, nào chú ngồi đây một tí. Đây Hiếu ra đây. Hiếu ngồi đây này. Thì chú cho bánh. Bám tiền ra phòng mú mày bà nào phò. Tê đồng ta. Quân ăn đi tới xả đi căng hốc rồi nọ.
Mừng ăn nữa, bữa đúng điện đây ạ. Bữa đúng điện đây không? Ừ, đúng đây là. Tôi cứ sẵn ra lý ăn ở dầu bá lý mặt dàn như thức điện kìa. Điện mặn mà chứ vậy à. Bà thì là vẫn chưa biết rằng là Quân là tìm được việc đâu. Thì cái này thì cháu Lực sẽ nói với bà. Làm như là Quân đi tới xã để căng hốc à nè. Bố mi nào, bố mi ăn nào. Đi tới xã để căng hốc à. Căng hốc ấy xin hốc đều đây cơ mần. Bạn đây, ra đây chú bốc cho, ra đây. Ra đứng ở đây. Ra đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Tới còn một luống đây à. Ngồi xuống đây. Đói chưa? Đi cùng bà lấy rau lợn về đói chưa? Đói à? Đói thì thằng nào là mình muốn ăn của bác ạ. À. Chia cho anh Mạnh một cái, này anh Mạnh chia cho ấy. Đấy, em chia cho Mạnh một cái, đấy. Anh xin. Đấy, ăn đi, đấy chia một cái thôi. Đấy. Đấy là Mạnh là chia hai cái, thì là bé Hiếu cũng biết là chia hai cái. Không cho bà ăn cùng à? Chia cho bà một cái chứ. Lấy cái mới cho bà chứ, cái đấy bóc rồi. Cái mới ở đâu, lấy cái mới cho bà đi. Chưa cho bà một cái nữa sau chú mới xuống, chú mua cho. Không, cái này cơ mà, lấy cái này cơ mà, cái này kìa. Cái kia thì để đấy. Cái này này, lấy cái này chưa cho bà này. Đấy, chưa cho bà một cái. Đây, chưa cho bà một cái. Cho bà đấy. Sau xuống thì chú mới mua cho tí. Nhà muốn là ai? Phải ngoan nhé, lần sau chú lại xuống chú lại mua kẹo cho, nhớ chưa? Ừ mà. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, ăn đi. Anh trai thì đi làm rồi. Quân thì với lại Hiếu là, cho nên cũng nói khá là nhiều lần rồi mà. Là Hiếu là một mẹ, Quân là một mẹ, cùng cha là khác mẹ. Hai anh em thì ai cũng đều là chung nhau là một cái số phận. Là mẹ là bỏ đi rất là sớm. Trước thì là mẹ có nói rằng là có vài lần là lên trên này đón bé Hiếu để mà đi ở cùng đấy. Nhưng mà thứ nhất là mẹ chưa có cơ hội nào mà để đón đi. Và thứ hai thì không được ông với bà đồng ý. Đây, ở về cái khoản này nữa. Giấy khai sinh thì đáng lẽ là một đứa trẻ là sinh ra là đầm độ tầm cho là một tháng đi. Là có giấy khai sinh rồi. Nhưng mà ở đây là năm lên 3 tuổi bắt đầu đi học thì mới có giấy khai sinh. Nào Mạnh qua đây. Hai bạn thì là chung nhau một số phận. Bố của Mạnh thì là đi sang Campuchia. Đấy là chưa có về được. Đấy, bị lừa sang Campuchia. Còn bé Hiếu thì bố thì là mất rồi. Có nhớ anh Quân không? Không ạ. Có nhớ Quân không? Có à? Gật đầu. Phải có chứ, không được gật đầu thế nhá. Nhớ à? Nhớ ạ. Bé Hiếu thì là mỗi tuổi là không có được là dạy dú, rèn luyện nhiều thôi các bác. Chứ nếu mà để mà rèn luyện nhiều thì bé Hiếu cũng không có đến mức độ mà cứng đầu đến thế đâu các bác ạ. Đầu thì hết cháy chưa? Hết rồi à? Lần sau chú hỏi là phải trả lời nhá. Nhá, nhớ chưa? Vâng ạ, nhớ chưa? Vâng ạ. Không được gật đầu nhá. Vâng. Vâng. Rồi. Vừa rồi thì chắc là hai bà cháu là đi điệu về thì không biết là đi xa không các bác. Đi với tiệm hết đâu mai phò. Tiệm đâu phong của mai này. Xe đi đóng chân. Đi đóng chân má. Thế là bé Hiếu là cùng bà đi từ nãy đến giờ rồi à? Không ạ. Chỉ có gật đầu thôi nhờ. Ăn xong là lâu mồm đi, ăn xong là lâu mồm đi. Gói kia thì một tí nữa lúc nào ăn xong nhá. Nhớ chưa? Nhớ à? Nhớ à? Rồi, cái này là để cất đi nhá. Thì lúc nào mà đòi thèm thì lại ăn nhá. Lại sắp chuẩn bị là đi học rồi. Chỉ bắt nên tóc phiêu nột, phò nè. Nào đến hết tóc đây. Hết tháng này là đi rồi. Hôm nay là cũng rơi vào tầm là hơn ngày hai mấy rồi các bác. Đi học thì sang năm là học lớp 3 tuổi hay 4 tuổi nhỉ? Học lớp 8 biết học thì biết học. Ấy... ai mừng thế chị Pí mừng ăn nó lâu mà đi đây thằng Đinh Hà thêm đây chị Pí. Vậy vừa rồi thì xuống đây cho Lực cũng đã nói với lại bà rằng là bà thì không liên lạc được cho Quân các bác ạ. Cho Lực liên lạc thì là vừa rồi cho Lực cũng gọi là thuê bao mất rồi. Đấy, nhưng mà chị biết là thông tin là Quân đã tìm được việc làm rồi. Đấy, nhưng mà chưa biết là Quân là có làm được công việc là tốt hay là xấu nữa. Chỉ sợ rằng là người ta lừa Quân là không có làm được đâu. Đây thì cháu Lực cũng đã nói rồi, cái việc mà đi làm thì cháu Lực không cấm với Quân.
Đấy, nhưng mà em Quân lại có cái suy nghĩ rằng là cảm giác như là rất là người lớn của bác ạ. Thành ra là Quân mới đi ra xa để mà làm. Ở đây thì bảo là một tháng thì được là thấy bảo là đi vào công ty được 8 triệu. Đấy, nhưng mà để mà nếu mà trải nghiệm đi vào công ty đấy, thật sự ra thì không có công việc gì mà cháu được không làm nữa. Công ty thì cháu được cũng đã trước khi mà đi làm mà YouTube này không bác, YouTube này thì cháu được cũng đã làm công ty được rằng là hơn một năm rồi rồi, và làm được bao nhiêu mình phải bỏ công sức ra, mình phải bỏ cái công sức của mình ra thì như nào thì mới được 8 triệu. Và đặc biệt thêm nữa là Quân là còn không có bằng, không có bằng nổi lớp 9 đâu các bác nhá. Đấy, thì liệu là công ty nào sẽ nhận là không có bằng lớp 9? Ở đây thì không có bằng lớp 9 này thì chỉ có nhận là đi ra ngoài làm sách vứa này, phụ hồ thôi. Đấy, nhưng mà mong sao là Quân tìm được cái công việc tốt để mà, và nếu mà như Quân có mượn điện thoại của ai xem cái video ấy, thì là anh muốn nhắn nhủ cho Quân rằng là khi mà Quân xem được ấy thì Quân điện thoại lại cho anh để mà anh biết thông tin rằng là Quân đang làm ở chỗ nào và làm cùng ai và làm cái công việc gì. Đấy, anh chỉ cần biết thế thôi, chứ anh không cần đã biết thêm là nhiều vấn đề góc cạnh là một tháng là em làm được bao nhiêu nữa. Anh cũng rất là mong là các ông bà, cô chú, anh chị ở trên kênh, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân, thời gian qua đã theo dõi về cái cuộc sống hàng ngày của Quân, cũng như là yêu quý Quân, gửi cho Quân rất là nhiều phần quà. Và đặc không phải chỉ là riêng phần quà đâu, mà là còn những cái khoản để mà giúp đỡ cho Quân làm nhà. Nhưng mà hiện tại cái phần kinh phí để mà làm nhà đấy thì là chưa có đủ. Đấy, cho nên là Quân là nhận ra được rằng là ông bà thì cũng có tuổi rồi, và không muốn cho ông bà là sống trong một cái ngôi nhà như thế này nữa không bác. Đấy, muốn là dành cho ông bà làm một cái ngôi nhà nó che nắng che mưa, nó ấm cúng hơn một chút. Đấy, vào những cái thời điểm vào mùa mưa như này, mùa mưa này thì là mưa này không mưa ít, nếu mà mưa nhiều mưa này thì không phải là mưa ít của bác nhé, là mưa nhiều. Nếu mà vừa mưa nhiều vào mấy nữa tầm độ tháng 9 tháng 10 này là vào cái mùa mưa nhiều, mùa mưa nữa, mùa gió bão nữa. Thành ra là khi mà có những trận mưa đấy, nó sẽ thổi mưa, nó sẽ thổi hát hết là nước mưa là rơi vào nhà hết. Cho nên là những cái chỗ ngủ bà hiện tại, chỗ ngủ của bà hiện tại này của bác này, thì cháu Lực cũng đã là mua bạt xuống để mà che. Ở đây thì là che cũng chỉ được tạm thời thôi, nó không có được lâu dài cả. Hãy cũng mong rằng là nếu mà như năm nay Quân đi làm ấy là tiết kiệm được, thì có thể là Quân sẽ góp vào cái ngôi nhà để cho được hoàn thiện là sớm hơn. Thì nếu như cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Đức đăng tải lên ấy, thì rất là mong các bác thông cảm cho em Quân của bác nhé. Ở phía bên ngoài thì hiện tại là cháu Đức nhìn thấy lại tiếp tục là mưa rồi các bác này. Vừa ngồi trong nhà là đó là nâng bài khoa, vừa ngồi trong nhà là đâu đó tầm độ là 5 đến 10 phút thôi, trời lại tiếp tục là kéo đến mưa rất là nhiều. Mưa như này thì thật sự ra không có đi ra ngoài ghi hình được các bác ạ. Ghi hình thì sợ rằng máy móc nó sẽ bị hỏng ấy, cái đồ điện tử ấy khi mà dính mưa thì sẽ bị hỏng rất là nhanh. Đây có một tấm ảnh này, không biết là đây là ảnh của ai đây Hiếu hả? À? Ra đây chú bế bế thế nào, chú hỏi cho nào, ra đây chú bế bế thế nào. Đấy, bế thế nào. Đây là ảnh của ai? Của bố. Của bố à, của bố của Hiếu à. À, Hiếu thì chắc là để mà nhìn mặt được bố thì là nhớ gọi là mang máng thôi. Bố thì đến thời điểm hiện tại thì cũng là mất đâu đó được tầm là gần một năm rồi các bác. Được gần một năm rồi, Hiếu có nhớ bố không? Còn nhớ bố à? Thế bố của Hiếu bây giờ đang ở đâu? Đây. Ở đây á, đây là ảnh. Thế còn bây giờ bố của Hiếu là đang nằm ở đâu? Bố, mộ của bố Hiếu là ở đâu? Mộ ấy. Cái mộ ấy. Em có bảo Hiếu. Hả? Ở đâu? Không phải ở kia à? Ở kia à? Có vẻ như nhìn vào mặt hay các bác? Này. Rồi. Thế là hôm qua là cùng bà đi bẻ ngô à? Phải không? Hiếu có bẻ được nhiều không? Có à, bà đi. Nhớ là phải ngoan nhá, sau chú mới mua kẹo xuống cho nhá. Rồi đi đi. Ở đây là ai? Mạnh ra đây ngồi đây. Ra đây ngồi đây. Đây. Ngồi xuống. Đây là ai có biết không? Biết à? Anh nào? Anh nào?
Nào. Anh Mạnh. Rồi, đây là ai? Anh nào? Anh Mạnh. Em Mẹ. Rồi, Mạnh, đây là ai? Có biết ai không? Em nào? Hiếu. Em Hiếu. Không biết là em Hiếu. Hiếu thì là với Mạnh là cách nhau là được 2 tuổi các bác ạ. Năm nay Mạnh thì lên lớp 3. Hơn gần 3 tuổi. Năm nay Mạnh thì là lên lớp 6 rồi. Anh thì là anh lớn hơn. À, lên lớp 1 cho các bác được 6 tuổi, lên lớp 1. Hiếu không, Mạnh không hỏi Hiếu là anh Quân đi đâu rồi? Không hỏi à? Không hỏi à? Đang ăn hơi ngát một chút các bác ạ. Đấy, ra đằng sau nhà thì là ngày một là sạt nhiều hơn các bác ạ. Đấy, rất là may là trước kia là khi mà lạc vào làm cái ngôi nhà này ấy, thì bố của Quân là cũng đào rộng ra, chứ mà nếu mà đào sát cách độ tầm đâu đó là tầm 50 phân đến 1 mét thôi là có thể là dẫn đến là cái phần này là sẽ bị sạt là lấp đến nhà luôn. Như ngôi nhà thì đợt trước mà cháu Lực là đi vừa mới đi xuống ấy, là ngôi nhà vẫn còn trong tình trạng là thẳng đứng, đến bây giờ thì là ngôi nhà hầu như là bị nghiêng đi rất là nhiều rồi. Có thể là xuống cấp rất là nhanh một cái ngôi sàn sàn đúng không ạ? Những cái rau lợn mà bà đi lấy về thì cũng rất là đơn sơ. Vừa rồi cái gùi mà bà đang gánh về đây các bác, đâu đó ít nhất là độ tầm là được là hơn 20 cân các bác ạ. Và tương đương với lại gần bằng cái số cân của bà luôn. Không biết là ông đã đi lấy cỏ chưa? Lên trên này là... Ôi Hiếu ơi, quần áo này. Quần áo thì vừa mới giặt xong cho nên là vẫn còn ướt. À, lấy cùng con nhà ra đấy chứ. Đấy, ở trong nhà thì là tích trữ cái rơm này rất là nhiều, nhưng mà rơm này thì là tích trữ là vào đến cái ngày mà ngày mưa các bác không có đi lấy cỏ được thì là mới thái rơm này để mà cho trâu cho bò, và đặc biệt là tích cái thời điểm vào mùa đông nữa. Chú còn lấy kẹo không? Đây cho chú cho thêm hình như là túi chú còn hay sao ấy. Cho này, còn một cái duy nhất thôi. Đây đây. Ra đây, ngồi đây. Ngồi đây. Nào, ngồi đây. Nào, Mạnh ngồi đây. Đây, Mạnh ngồi xuống. Chia nhau ăn bánh nhá. Chia cho anh Mạnh thêm một cái nữa. Mạnh phải biết em xin nhá. Anh xin nhá, nghe chưa? Anh, Pì đây. Xong rồi tí chú cho thêm. Rồi, Mạnh ngồi thẳng thẳng như bé Hiếu này, ngồi đấy, ngồi thẳng thẳng như bé Hiếu này mới được chứ. Hai cái tên là hai cái số phận khác nhau, vậy nhưng mà giống, đều là giống nhau số phận là không có mẹ. Bố Mạnh thì có nhưng mà bị lừa mất thì đi xe. Bây giờ bên Campuchia rồi, không biết là năm nào mới về nữa. Không biết là năm nào mới về được. Cái này thì là Mạnh thì là lớn rồi, anh không cho Mạnh đấy nhá. Cho bé Hiếu nhá. Tí về đến nhà thì là chú lại mua cho Mạnh nhá. Rồi, bé Hiếu thì là ở với ông bà thì là bánh thì lúc nào mà bà đi chợ thì là mua được cho tầm độ một cái như này thôi. Trước thì cũng được các bác, các ông bà yêu quý là gửi cho Hiếu khá là nhiều những cái phần quà rồi. Đây, chú cho này. Cất đi nhá, tối vừa ăn ra cái này nhá. Này. Mòi hết cái này kia đã. Nào chú, ấy cho. Đây. Này. Cháu xin. Cháu xin. Cháu xin. Rồi. Vứt cái này vào trong lửa đi. Đấy, đây. Rồi đây, chú cho này. Ăn hết chưa? Đây còn về phía cái vấn đề mà Quân đi làm ấy các bác, thì đến khi nào mà tiếp tục lại có thêm những cái tin tức gì nữa được sẽ lại nói lên trên kênh, để tránh là một số bác cô bác là quan tâm tới Quân ấy, là không biết tin tức của Quân như thế nào. Này chú cho này, cái này thì cất đi nhá. Nói như nào chú cho thì nói như nào? Cháu xin xin chú. Chú rồi
Đây, chú cho này, cất đi nhá. Đây là qua bì. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thưa các bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng cháu Lực đến thời điểm hiện tại. Đấy, còn việc phía gia đình của bé Mạnh ấy, thì là các bác cũng biết được rằng là cái thời điểm này vào vùng cao thì sạt lở rất là nhiều, cho nên là đường xá mọi cái thì vẫn chưa có được thông, thì vật liệu cháu Lực chưa thể dám lấy được đi vào, thì rất là mong các bác rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Đấy, còn video đừng quá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Nào Mạnh nói trước đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Nào Hiếu. Chào tạm biệt các bà. Bye bye các ông bà ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.